Đây được ăn rồi các bạn ạ. Tôi vừa thử một miếng xong, rất ngon. Cá nó đang còn tươi, cá suối. Ăn khác lắm. Để tôi lấy một ít này. Đây này. Nóng quá. Đây này. Nè. Đây. Cá này nhiều xương nhưng mà ngon lắm. Ngon. Ui, nóng quá nha. Bao nhiêu bốn lít rồi? Tôi mình trả tiền rồi này. Cứ cắn. Xong tô cứ cắn. Cứ cắn à? Ừ. Ba mươi ngàn. Nếu thăm thì vẫn là ba ngon lút cần luôn. Ba hào. Mình xúc cái này là ba hào. Ngon lắm. Đây tôi lại chấm sang kê. Cá hộp. Ngon. Nói chung là ăn điều này không phải nghĩ mà. Quá ngon luôn. Đấy, một miếng xôi, một miếng thịt cá. Trứng hấp cá hộp. Rồi, tôi phải làm miếng nữa. Mời các bạn nhé. Bài gì? Vừa sang công trường nè. Hai bố mà trồng máy xúc đây. Hôm trước tôi nói bạn đấy, bố mặc áo quân đội này là bố chăn xình, bố ngồi bên cạnh là bố to đây. Hai bố đi theo làm việc. Tuổi cao nhưng mà sức khỏe đang còn tốt lắm. Xương cốt đúng là người của núi rừng. Đây tôi đã thử một miếng nữa là miếng chấm với cái chảo ruốc cá này, cá khô. Ngon lắm các bạn. Đẹp lại. Đẹp lại. Xẹp xẹp. Đấy, làm miếng nữa. Nó có rau nên rất là thơm các bạn. Cá tươi. Nói chung mà là cá suối thì khỏi nghĩ luôn. Tôi làm một miếng cá hộp này nữa. Cá trích hộp.
เข้าวิดีโอดังเราไอ้เครื่องหักที่มาหาเนาะสมักสมเข้าสมคนใหญ่ก็ใจให้เดี๋ยวสมมาเฮาดังไอ้สุดยอดเลยแหละเอาไปเวียงนำเลยเอาไปเวียงนำเลยเต้ชื่อแต่อาหารไปแคมป์ไว้ครับเงินสบายนะที่เขาชิมดังบานเลย YouTube của tôi bảo YouTube của tôi là sau này sẽ là nổi tiếng ở bên Việt này. Tôi thấy là đi làm công trường này nhiều lúc nó buồn quá thì mình tạo thêm cái gì đó không gian hay làm cái gì đó vui vui cho đỡ buồn thêm. Vì nó thật sự là từ bé đến lớn giờ mới được đi những cái kiểu núi rừng Tây Bắc thế này, gặp được những người thế này nó vui lắm các bạn ạ. Tuổi thơ cũng chưa chắc đã có được, lớn rồi mới được thấy những cảnh như thế này. Làm thì miếng này nữa ngon quá là không thể hoán lại sự sung sướng được. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem video của tôi nhá. Mong các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn để còn sẽ ra được nhiều clip sản phẩm tốt hơn. Chào các bạn nhá.